Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong một clip mới. Trong clip ngày hôm nay thì Đăng Ninh Fishing xin giới thiệu các bạn một dòng máy ngang của Shimano, nó là dòng Scorpion DC. Và cụ thể thì như trên màn hình các bạn có thể thấy, trong clip ngày hôm nay mình sẽ nói về phiên bản Scorpion DC 101 HG. Và Scorpion này nha, Scorpion này là một thương hiệu lâu năm của Shimano. Nếu mình nhớ không nhầm thì nó đã ra đời được khoảng 10 đến 15 năm. Còn tất nhiên là phiên bản DC này là một phiên bản áp dụng cái bộ hãm quan tính, bộ hãm gia tốc DC này là một phiên bản mới phát triển từ năm 2018. Sử dụng cái bộ hãm DC, tất nhiên là điểm nhấn của nó là DC rồi. Thì lát mình sẽ nói sau nha. Còn giờ thì mình sẽ zoom lại gần hơn để cùng các bạn quan sát kỹ con máy này nha. Trên tay mình chính là con Scorpion DC 101 HG. Và đây là bề ngoài của máy này. Thì các bạn có thể thấy đây, quan sát đây có thể thấy là máy có màu đen, đen bóng. Và trên màn hình clip thì quan sát nó hơi khó một chút, nhưng mà khi bạn quan sát thực tế thì sẽ thấy là đây nó có màu đen và phía dưới nó có ánh kim tuyến chìm. Đây các bạn quan sát cũng có hơi thấy một chút, nhưng mà sẽ quan sát ngoài thực tế thì sẽ rõ ràng hơn. Và size máy này size 100 cho nó sẽ hơi nhỏ một chút. Thì các bạn nha, thế này nha, đối với quy ước của Shimano nha, là Shimano có size máy ngang nha, có size 70 này, size 100, size 150, size 200. Đó là các size của Shimano. Còn cái số 01, số lẻ đằng sau đấy nó có nghĩa quy ước của nó là size đấy, đó là máy tay trái. Đó, nếu mà số chẵn nha, 70, 100, 150, 200 thì nghĩa là tay phải. Và số lẻ 71, 101, 151, 201 nghĩa là tay trái. Đấy là quy ước riêng của Shimano để dùng để đọc cái ký hiệu của máy. Đây, đây bề ngoài của máy thì cái về về phần bề ngoài thì mình không bình luận nhiều. Máy chỉ trông rất là đẹp đúng không? Và còn đây, các bạn có thể tên Level Win này, nó có màu vàng đặc trưng, đó chính là Lichit Titan. Là một trong những dấu hiệu nhận biết của một số dòng máy cao cấp. Đó, rất nhiều những dòng máy khác, các bạn nhìn đây nha, đây là một cái kinh nghiệm. Với kinh nghiệm là gì nhỉ, thì các dòng máy tương đối cao cấp một chút sẽ sử dụng cái Level Win phủ Lichit Titan. Đó, Lichit Titan này rất là bền, thực sự rất là bền luôn, độ mài mòn, chống mài mòn nó tương đối tốt và khá là mượt. Đây là màu vàng đặc trưng. Còn đây mình sẽ quay lại trở lại với cái máy sau nhé. Còn đâu trước tiên thì mình sẽ cùng các bạn xem phần thông số kỹ thuật trước. Đây, đây là Scorpion DC này, tên máy là DC. Thì điểm nhấn của cái này là DC là Digital Control, là tức là bộ hãm gia tốc mà sử dụng DC, thì lát mình sẽ nói sau. Đây size 100 và ký hiệu 01 là tay trái, và HG là hai gear, có nghĩa là gear đối với Shimano nhá, là gear từ 7 chấm đến dưới 8 chấm. Thì đây gear ETO là 7.2 chia 1, còn đây là lực kéo này, là lực hãm này, drag này là 5.5. Đó, 5.5, còn đây là Newton lực nhá, là tính theo Newton nhá, thì 5.5 nhân với cả 9.8 thì bằng 53.9 là chính xác rồi các bạn. Còn đây trọng lượng của máy này là 215 gram. Còn đây là số bạc đạn này, gồm 7 ARB là bạc đạn, một dòng bạc đạn độc quyền của Shimano. Và một bạc chụp tốc độ thu dây là 77 cm trên một vòng. Còn đây thông số vào dây, thì những cái này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Còn đây nhá, về các công nghệ nổi bật thì ở đây mình có, các bạn được mình chút. Đây là catalog 2020 của Shimano nha. Và đây là phần này là phần nói riêng về Scorpion DC. Thì ở phần trên đấy là phần giới thiệu và các thông số kỹ thuật thì mình sẽ không nói nữa, không nói lại nữa. Còn đây là, đây là các điểm công nghệ nổi bật của máy, thì bao gồm X-Shift này, Hagana Body, S3D Spoon, IDC 5, ARB, rồi Super Free Spoon, và cái cuối cùng là hải thủy OK, có nghĩa là máy chịu được mặn. Thì những cái này nha, các bạn có thể truy cập vào website của mình là www.supandgo.vn để đọc rõ hơn, hoặc là có thể tìm kiếm thông tin trên mạng. Mình cũng sẽ không nói lại nữa. Mình sẽ điểm qua một số những điểm mà cá nhân mình thấy là đáng ăn tiền và nổi bật nhất của dòng máy này mà thôi. Thì giờ trở lại với cái máy nha. Trở lại với con Scorpion DC này nha. Thì những trong những đặc điểm ăn tiền thì đầu tiên là cái lay vui hay level win hay là xuất dẫn dây.
là bằng lichit titan thì mình không nói lại nữa. Cái này là một trong điểm đáng ăn tiền đầu tiên. Điểm thứ hai đó chính là cái S3D spoon. Đây thì mình sẽ mở máy ra các bạn quan sát. Đây. Đây chính là S3D spoon. Thì cái đặc điểm của S3D spoon này nó là rất là mỏng. Cái thanh này rất là mỏng. Thì để các bạn quan sát để các bạn có thể rõ ràng hơn nha, thì mình có một sự so sánh nhỏ nha. Ở đây chính là con SLX cũng của dược Shimano nha. Thì dòng này sử dụng giọng bụi spoon truyền thống của Shimano, không sử dụng S3D thì nó sẽ khá là rõ ràng. Đây là mình mở ra cho các bạn quan sát. Đây nha, mình zoom lại hơn. Đây các bạn quan sát trên màn hình clip nha, các bạn thấy thành của cái này không? Đây là của SLX nha, và đây của Scorpion DC này. Scorpion DC này. Thì các bạn thấy thành của nó nha. Dày hơn khá nhiều so với cả cái Sun S3D này. Và bên này cũng như vậy này. Thực tế mà nói điều này rất là quan trọng nha, bởi vì sao? Cái điều này nó sẽ giúp giảm trọng lượng của Sun đi khá là nhiều. Điều này đặc biệt có ý nghĩa bởi vì cái con Scorpion DC này nó sử dụng một cái bộ hãm gọi là hãm DC. Thì cái cơ chế hoạt động thì mình giải thích sau nha. Nhưng mà đây bộ hãm DC này nó sẽ có một cái này, cây nam châm này nó nằm ở đây. Điều này nó sẽ làm gia tăng trọng lượng của spool lên khá là nhiều. Cho nên là để nếu mà sử dụng cái vẫn sử dụng cái spool truyền thống nha, thì cái trọng lượng của spool này nó sẽ lên rất là cao. Thực tế nha, khi sử dụng cái spool S3D nha, làm rất là làm mỏng đi bằng vật liệu cao cấp hơn để duy trì độ bền vững nha, thì trọng lượng của nó vẫn còn tới 18 gram, nghĩa là rất là cao. Cho nên là nếu mà chẳng như không sử dụng cái spoon S3D này á, thì trong nước nó còn cao hơn nữa, thì điều này nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái động lực, đến khả năng lém mồi. Cho nên là cái S3D spoon này tại sao mình bảo rất có ý nghĩa, bởi vì nó sẽ giúp giảm trọng lượng spoon xuống còn 18 gram, là nằm trong phạm vi giới hạn chịu đựng được đó. Còn đây tiếp theo đây là điểm đang ăn tiền thứ hai, còn điểm đang ăn tiền thứ ba chính là cái DC, cái điểm nhấn mà ngay trên cái tên của con máy rồi là Scorpion DC, là nói rất là rõ đây chính là điểm nhấn quan trọng nhất của con Scorpion này. Thì DC là gì? DC thực chất là mũ hãm từ, bản chất của nó là mũ hãm từ, còn cách hoạt thức hoạt động và thứ cơ chế hoạt động thì nó sẽ cao cấp, người nó thông minh hơn, nhưng mà bản chất đầu tiên của nó là một mũ hãm từ. Thì về cơ chế hoạt động của bộ hãm từ nha, thì các bạn có thể mở lại cái clip mà mình giới thiệu con Tatula CT của Daiwa. Ở trong clip đó thì mình có khá giới thiệu khá là chi tiết về cách thức, về cơ chế hoạt động của bộ hãm từ. Thì mình sẽ điểm qua nha, là bộ hãm từ á, cơ chế hoạt động của nó là sử dụng cái hiệu ứng gọi là xuất điện động hay là cái điện cảm ứng từ đó. Thì cái này nha, các bạn nào học vật lý thì rất là rõ ràng, có nghĩa là khi mà một vật liệu có như nhôm, đồng, nói chung các loại kim loại mà có khả năng dẫn điện tốt ạ, và chuyển động trong một môi trường từ trường, thì nó sẽ sinh ra cái dòng điện và dòng điện cảm ứng, từ đó sẽ sinh ra cái lực hãm. Thì ở đây nha, thì ở đây đối với DC là, thì đối với các bộ hãm từ này nha, thì cái bộ từ, cái từ sẽ nằm ở ngoài ở cái tấm mốt, và phía trong này là sử dụng một cái sử dụng trực tiếp ở trên cái thanh này. Gì như ở đây nó sẽ ngược lại nha, ở đây sẽ dùng nam châm đây này, ở đây nó sẽ ngược lại, ở đây này, ở trên trực tiếp trên spool nó sẽ có gắn một cục nam châm như vậy. Đây các bạn thấy quan sát không, khi mình đưa tua vít vào này nó hít rất là rõ ràng luôn đó. Nó sử dụng này này, còn ở đây còn là tấm ốp này ở đây nha. Thì ở đây là máy mới cho nên mình không tiện mở ra, nhưng một lúc nào đấy mà mình có dịp mà bảo dưỡng máy cho khách ạ, mình sẽ làm một clip để mở cái này ra để các bạn quan sát rõ hơn. Thì ở bên trong này ạ, nó có sẽ có các quận đồng, nó có quận cận cảm. Thì đây khi úp vào đây thế này, thì khi mình ném spool nha, cái này nó sẽ chuyển động tròn, cái cả cái từ nó sẽ chuyển động tròn bên trong này, nó sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng. Thì dòng điện cảm ứng nên có hai tác dụng, nó có hai tác dụng nha. Đầu tiên là trước tiên nó sẽ sạc cho cái microchip, cho cái bộ cảm ứng DC này trước đã. Điều thứ hai là khi nha, các bạn thấy đấy nhá, là các bạn nhớ nhận lại là một chút lại cái phần ngày xưa mình học vật lý, mình thực ra mình cũng không nhớ nhiều đâu, mình cũng chỉ nhớ một chút thôi. Đại loại cơ chế đấy có thể sai một chút thì anh em thông cảm, nhưng đại loại là mình nói về cái gọi là cái cơ chế hoạt động nha, nó tương đối chính xác một chút. Là khi cái này chuyển động là khi mình lém lém mồi nha,
thì cái này cái spool nó sẽ quay, thì chuyển động của spool càng nhanh thì cái dòng điện sinh ra càng lớn. Thì cái microchip của DC này nó sẽ đo cái cường độ dòng điện đó để biết được cái tốc độ của spool là bao nhiêu, và từ đó theo hướng xử lý thích hợp. Đó, chẳng như trong này nó sẽ cài đặt sẵn các phần mềm nhá, các cái phần mềm mà tùy theo các chế độ mình cài đặt đó, nó sẽ điều khiển, thì nó sẽ sinh ra cái dòng điện để khống chế cái tốc độ quay của spool. Chuyện tại sao gọi là digital control là vì thế. Đó, đây là cái cơ chế hoạt động của DC. Thì các bạn lên website mình nhé để đọc kỹ hơn về phần cơ chế này đấy. Còn đâu đấy mình điểm qua về cơ chế hoạt động của DC. Còn đây ở trên Corbion DC này nó có sử dụng là bộ hãm này, gọi là bộ hãm DC DC5. Thì DC5 này nó khác với DC4 là cái điểm gì? Đầu tiên là nó có 5 chế độ. Đây nha. Đây. Để mình zoom lại gần hơn các bạn quan sát nha. Ở trên phần chính đây này. Nó sẽ có 5 chế độ. Đây nha, đây là phần cái chế độ mở này. 1 này, 2, 3, 4 và cuối cùng là A, là automatic. Thì tương ứng với cả 5 chế độ này nhá, là phía số 1 này. Thì nếu bạn nào mới dùng hoặc là các bạn dùng mà không biết cái này thì các bạn lắng nghe một chút nha, bởi vì điều này rất là quan trọng. Và anh em nào đã biết rồi thì thử nghe lại một chút. Thì 5 chế độ này nó sẽ tương ứng với 5 chế độ mồi. 1 là mồi từ 18 đến 30 gram. 2 là sẽ tương ứng với mồi 10 đến 20 gram. Và 3 là 8 đến 12 gram. Và 4 là mồi từ 5 đến 8 gram, tức là mồi nhỏ. Còn chế độ A cuối cùng là automatic, có nghĩa là các bạn phó thác toàn bộ cái cách xử lý cho IDC. Đó, thì cái phần này thì mình không khuyến khích, bởi vì thực ra cái automatic này mình có sử dụng qua thì mình thấy thực sự là nó không cũng không phải không hiệu quả, mà thực sự nó không được như ý lắm. Chỉ nếu mà như ở mình thì đa số anh em chơi mồi giải mồi từ 8 đến 12 thì lên chơi ở chế độ số 3 là hợp lý nhất. Đó, đây là trong khi đó nha, đây mình sẽ lấy ví dụ trực tiếp của IDC4 này, của DC4 nhé. Đây là con Curado DC. Curado DC sử dụng DC4 nha. Thì đây này, nó chỉ có 4 chế độ nha các bạn thấy không? 3 này, 2, 1 và đây là phần mở này. 1 nha, và đây cuối cùng là open này, để dùng để mở ra này. Mở máy ra, nó chỉ có 4 chế độ thôi. Đấy là điểm khác biệt đầu tiên mà dễ nhận thấy nhất giữa DC4 và DC5. Thì tất nhiên là nó không chỉ khác nhau về cái 5 chế độ và 4 chế độ mà nó còn có một điểm khác biệt nữa. Ở đây cái bản thân DC5 nó còn một điểm khác biệt nữa rất là quan trọng, đặc biệt quan trọng luôn. Đó là tạo nên sự khác biệt, đó chính là có 3 chế độ bên trong. Đấy là 3 chế độ, đây các bạn thấy nhá. Ở đây có, và các bạn thấy trên thành này nó có mấy chữ nhá, F, B, E và N. Thì F chính là fluorocarbon, BE chính là VBE và hoặc vi dù đó, còn N là ni lông. Đây là tương ứng 3 chế độ chơi dây. Thì ở mình đại đa số anh em vẫn chơi BE là nhiều. Thực ra lúc ngoài đánh rất là đa dạng và bản thân mình cũng có dịp đã thử và đánh trải nghiệm. Thì đây là một lời khuyên bên lề nhá, là anh em nên trải nghiệm nhiều cách đánh hơn và nhiều kiểu đánh hơn thì nó sẽ thấy cái sự thú vị của cái đi cầu này. Như sử dụng fluorocarbon, dây fluorocarbon thì mình có thể trực tiếp mình tiến cử với anh em là những dòng dây fluorocarbon của Yoruri hoặc là Siwa trực tiếp, Siwa 150 thì sử dụng các loại dây nhỏ thôi, size nhỏ thôi, dây nó mềm thì đánh rất là hay và còn thú vị. Thế làm thì các anh em trực tiếp trải nghiệm sẽ kiểm chứng rõ ràng hơn nha. Còn đây là ni lông, là dây cước. Đó, còn đây là BE. Ở đây nha, cách điều chỉnh chế độ là thế này. Đó, thì anh em là mới chơi hoặc là mới sử dụng qua lần đầu DC5 này thì đây quan sát đây nha, các bạn thấy ở đây có một dấu tam giác này đúng không? Quan sát đây có thêm dấu tam giác này này. Và các bạn thông cảm nhé, cái máy của mình nó bắt led nó hơi chậm một chút. Đây các bạn thấy không? Đây có một dấu như này. Đây nha, khi các bạn cái này nó sẽ điều chỉnh được nha. Các bạn để chỉnh này, đẩy nó lên này. Đấy, vị trí này là sử dụng dây fluorocarbon này. Đó, còn hoặc là đẩy ngược vào đây nha. Đó, vị trí này BE này. Đó, nó sử dụng dây BE. Và tất nhiên là nếu mà chỉnh vào đây N là sử dụng dây ni lông, dây cước. Còn đây
mặc định là anh em mình sẽ chơi chơi dây BE trên là để vị trí BE. À, còn đây nha, nó có một dấu chấm này nha, thì anh em anh mình khuyên nha anh em là tốt nhất là đừng đừng lau cái này đi, đừng lau cái này đi, cái này nó rất quan trọng nha, đối với việc bảo dưỡng về sau này. Nó là cái dấu chấm của kỹ thuật viên khi mà kiểm tra hoạt động của DC, nó đánh dấu chấm là cái đây là cái gọi là cái tình trạng ban đầu của với cái vị trí ban đầu của quận cảm, điều đấy rất quan trọng, đừng để mất lại nha. À, tốt nhất là đừng có xóa đi là sau này sẽ hơi mệt mỏi một chút. Đó. Thì đây trên bên là nha, đó, đây là cách chỉnh độ, đây là sự khác biệt giữa DC5 và DC4, DC4 thì chỉnh ở bên ngoài thôi, à, và 4 chế độ, à, còn DC5 này sẽ có 5 chế độ, là 1, 2, 3, 4 và